Làm điều này vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 là sẽ giúp cho các chị có một năm mới thành công, thịnh vượng về tài chính, về mối quan hệ và về sức khỏe của mình. Chúng ta sẽ đón một cái năm mới đầy cái sự như ý luôn. Dạ, Phúc không biết là các anh chị đã đúc kết hay là ngồi tổng kết lại trong cái năm cũ của mình sẽ có những cái điều gì. Nhưng trước đây khi chưa biết thì Phúc đã tổng hợp tổng kết cái năm cũ của mình bằng cái sự than phiền, bằng cái lời đổ lỗi, lời trách móc và oán than nhiều hơn. Và cái kết quả sau một năm mới đó là mình liên tục gặp những cái vấn đề cũng như là cái thất bại trong cuộc sống của mình, từ tiền cho đến từ mối quan hệ cho đến sức khỏe hay là mọi cái khía cạnh trong cuộc sống của mình như vậy. Dạ, từ khi Phúc thực hiện bốn cái bước mà Phúc đã được học trong môi trường câu lạc bộ thì Phúc đón cái năm mới cũng như là cái hành trình trong cái năm mới đó thật là suôn sẻ luôn. Vậy thì Phúc đã làm cái điều gì để mình có được cái kết quả như vậy? Ngay bây giờ, ngay lúc này các anh chị có sẵn sàng để chúng ta cùng nhau thực hành và chúng ta sẽ đón cái năm mới với cái sự thành công không ạ? Dạ, ngay bây giờ, ngay lúc này các anh chị hãy làm với Phúc bước 1. Đó là hãy chuẩn bị cho mình một cái cuốn tập và một cây bút. Anh chị đã có cho mình cuốn tập và cây bút chưa ạ? Dạ rồi, ok. Và cái bước thứ hai ở đây mà các anh chị cần làm nữa, đó chính là anh chị hãy vẽ ra cho mình một cái bảng, anh chị vẽ ra cho mình một cái bảng như thế này các anh chị nhé. Và chúng ta sẽ chia hai ra, đó là một phần là năm 2023 và năm 2024 là cái năm sắp tới. Vậy thì năm 2023 ngay bây giờ lúc này các anh chị hãy liệt kê ra tất cả những cái điều mà chúng ta đã có được, đã đạt được, dù là thành công hay chưa thành công, dù điều đó tốt hay xấu, hãy liệt kê ra và chia ra làm ba lĩnh vực. Đó là tài chính của mình, đó là sức khỏe và mối quan hệ của mình trong năm 2023. Vậy thì ví dụ như bây giờ về tài chính của mình, anh chị hãy viết xuống cuốn vở các anh chị nha. Đó là mình đã dư số tiền bao nhiêu hay là chưa dư bao nhiêu, khoản thu nhập dao động trong cái năm 2023 của mình là bao nhiêu. Được không ạ? Rồi, ok, tiếp đến là cái mối quan hệ của mình. Mối quan hệ trong gia đình của mình, các anh chị đang hạnh phúc với ai và đang chưa hạnh phúc với ai, và những cái anh chị cần cải thiện trong năm 2000, trong năm tới là mối quan hệ nào? Đấy, anh chị hãy liệt kê ra đúng không ạ? Và đó là mối quan hệ xung quanh gia đình của mình và trong công việc của mình, những cái mối quan hệ bên ngoài của mình. Anh chị xem là mình đang có mối quan hệ thân thiết với ai, và nặng anh chị hãy chọn ra cho mình là năm cái mối quan hệ gần nhất và xem nguồn thu nhập hàng tháng của họ nó nằm trong khoảng nào. Tiếp theo về sức khỏe của mình là cái khía cạnh thứ ba. Anh chị xem mình đang có nguồn cân nặng bao nhiêu về năng lượng của mình, về sức khỏe của mình, về sự xinh đẹp của mình, về ba phần của mình. Anh chị hãy liệt kê ra con số đó. Và năm 2024 anh chị phải liệt kê ra những cái điều mình mong muốn trong năm 2024. Ví dụ như là để chuyển giao từ năm 2023 sang năm 2024, từ cái việc anh chị thấy mình có cái khoản thu nhập nó dao động trong khoảng này, vậy thì anh chị hãy ghi xuống năm 2024 anh chị mong muốn một cái công việc như thế nào, với tính chất như thế nào. Ví dụ như mong muốn về sự tự do thời gian, không gian, tự do tài chính, lợi nhuận hàng tháng hay là lợi nhuận trong năm 2024 là con số bao nhiêu, được không? Tiếp theo về mối quan hệ, khi anh chị tính đến cái quan mối quan hệ trong gia đình của mình thì từ cái việc anh chị chưa hài hòa, chưa hòa hợp với cái mối quan hệ nào trong năm 2023, và trong năm 2024 anh chị khắc phục với người đó, có mối quan hệ nhiệm màu với người nào đó, có cái tên gì mình ghi rõ ràng cụ thể ra. Và tiếp theo mối quan hệ trong công việc thì để anh chị có được cái người lợi nhuận trong năm 2024, có ví dụ là lợi nhuận hàng tháng 100 triệu, thì anh chị phải xây dựng cái mối quan hệ, năm cái mối quan hệ chất lượng với những cái người họ có cái nguồn thu nhập lợi nhuận là từ 100 triệu trở lên, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta mới học hỏi được những kinh nghiệm, những khuyến khích, những cái trải nghiệm mà họ trải qua để mình áp dụng vào cái con đường của mình. Rồi tiếp theo về sức khỏe, anh chị mong muốn điều gì trong năm 2024? Từ việc ví dụ anh chị 42 cân, anh chị muốn tăng lên 45 cân, mình đi xuống 45 cân, ba vòng của mình như thế nào anh chị cũng sẽ ghi ra, được không ạ? Rồi về năng lượng của mình, về cái giọng nói của mình, về nụ cười của mình, anh chị mong muốn điều gì hãy liệt kê ra. Và cái bước thứ ba mà anh chị cần làm nữa đó là
hãy nhìn nhận lại trong năm 2023 anh chị vừa viết ra đó. Những điều tốt đẹp và những điều gọi là chưa được tích cực, anh chị hãy ghi nhận cái sự biết ơn của mình vào đó. Và điều nào chưa tốt, chưa gọi là cái sự thành công của mình, thì anh chị hãy rút ra cái bài học từ đó, mình cần phải cải tiến như thế nào. Và bước thứ tư ở đây rất là quan trọng để giúp cho anh chị quyết định đấy là cái việc anh chị có tạo ra được cái kết quả mới trong năm 2024 hay không. Đó chính là mình sẽ có những cái hành động mới. Hành động mới chị nha, ngày hôm nay mình không có hành động này thì chỉ là mới cái bước nhìn nhận thôi. Và nếu không hành động mới, mình vẫn là tiếp tục năm 2024 nó y chang năm 2023, thậm chí là tệ hại hơn nữa các chị ha. Dạ. Vậy thì hành động mới ở đây đó là đây là một cái bước mà Phúc đã có cái sự chuyển mình, là Phúc đón nhận một cái bộ công thức của câu lạc bộ gửi tặng cho Phúc và một cái môi trường rèn luyện. Thì ngày hôm nay anh chị này thật sự khao khát cái sự thay đổi của mình trong năm mới. Mình đã quá là mệt mỏi rồi, mình đã đi tìm cái con đường, cái môi trường khá là lâu rồi nhưng mà chưa tìm được, thì ngày hôm nay Phúc sẽ gửi tặng lại cho anh chị. Anh chị thật sự nghiêm túc và anh chị sẽ hành động theo những cái gì mà Phúc chia sẻ các anh chị ha. Bước 1 đó là Phúc sẽ gửi tặng anh chị một cái bộ công thức. Anh chị sẽ ghi chép lại và chúng ta sẽ học cái bộ công thức đó của người thành công, đi từ cái nền tảng cơ bản cho đến là nâng cao. Đó là điều đầu tiên. Và điều thứ hai nữa là anh chị phải rèn luyện, phát triển bản thân của mình mỗi ngày trong môi trường mà Phúc đang phát triển mỗi ngày đây. Đó, đây là hai món quà Phúc gửi tặng cho các chị để giúp cho mình có năm 2024 thành công theo cái ý muốn của mình. Thì anh chị có thể là nhắn cho Phúc để Phúc sẽ gửi tặng cho anh chị bộ công thức và chúng ta sẽ cùng nhau phát triển và rèn luyện mỗi ngày, được không ạ? Chúc cho các anh chị có được cái sự thành công và chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa cái bộ công thức này đến nhiều người hơn để giúp cho họ có được cái sự định hướng cũng như là cái con đường riêng cho mình, được không ạ? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong cái buổi chia sẻ lần sau nhé.